Chào anh chị nhé, hiện tại mình đang đứng ở một con đường, đường này đường liên xã thôi anh chị nhé. Liên xã hôm nay thì người ta đã làm được một khúc đến ngoài kia rồi. Một khúc đến ngoài kia anh chị nhé, tí nữa tôi sẽ làm đó, tôi làm cái video. Người ta đang làm từ ngoài đó vào đây luôn. Và con đường này của chúng ta là thông ra ngoài quốc lộ 14 nhá, xã Đồng Tiến nha. Mà cái chỗ mà tôi vừa quay cái video trước á, cái video mà 9 hectare á. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một quỹ đất cao su. Đây sau lưng tôi đây, đây là quỹ đất cao su. Quỹ đất này cũng hai mặt đường anh chị nhé. Mặt đường này mặt đường liên xã luôn này. Đầu bên kia thì người ta làm gần tới đây rồi. Thì anh chị cũng biết thời gian gần đây ấy, là tỉnh của chúng ta là đầu tư vào cơ sở tầng rất nhiều. Thì là các cái con đường to nhỏ thuộc những cái xã mà vùng ven của thành phố Đồng Xoài của chúng ta ấy, là được đầu tư rất là bài bản anh chị nhé. Đây là những con đường nhỏ nhỏ như này này. Đó, như này là người ta bây giờ là từ gần cuối năm là thông đường hết. Thì trước mặt của chúng ta là quỹ đất 5,2 hectare nhé, 5,2 hectare nhé. Và giá bán người ta bán rất là rẻ nhé, 807 trên 1 hectare thôi, 807 trên 1 hectare nhé. Sổ đỏ anh chị nhé. Đây, cái mặt đường này của chúng ta là được 50 mét. Còn mặt đường này của chúng ta là được hơn 200 mét anh chị nhé. Giờ tôi vào vườn tôi quay cho anh chị coi. Từ đây chúng ta ra quốc lộ 14 khoảng 2 cây số. Ra DT753 khoảng 3 cây rưỡi anh chị nhé. Còn từ đây ra mình ra ngoài đường huyện của cây số 9 này thì nó rơi vào khoảng 1 cây thôi. Đó, đất ở đây nó cũng thuộc ở giữa rồi anh chị nhé. Đó, thì con đường này là của ta lộ của chúng ta là lộ giới là 15 mét nhé. Lộ giới rất là lớn. Đó, lộ giới nó vào mất hàng cao su của mình ạ. Còn nhà bên này cũng mất một hàng cao su luôn. Đó, thì cao su của chúng ta ở đây. Đây, đất ở đây là đất đất đỏ nhé, đất đỏ luôn anh chị nhé. Đây cao su, cao su này tôi được nhìn thì người ta mới cạo năm thứ thứ hai thôi, năm thứ hai nhé. Đó, năm ngoái người ta cạo, năm nay người ta cạo, phải không nhỉ? Để tôi hỏi xem cao su này cạo năm đầu hay năm thứ hai anh? Cao su này chắc cạo năm đầu ấy chứ hả? Mới mở miệng à? Cao su này mới cạo từ đầu năm đến giờ anh chị nhé. Đó. Đó, mặt đường thì dưới đó thì theo tôi nghĩ là cái giá mà 807 trên 1 hecta mà sổ đỏ chính quy mà ở xã Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước thì giá rất là rẻ anh chị nhá, không hề mắc chút nào hết. Đó, không hề mắc nhá. Đó. Mà đất này có hiển thị đường trên sổ anh chị nhá. Đất này anh chị có thể lên thổ cư xây nhà thoải mái anh chị nhá. Đó, đường bên này đường liên xã, đường trước đất đường liên xã luôn. Thì giờ tôi nhắc lại nhá. Đất này thuộc ấp Suối Binh, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước nhá. Đất hai mặt đường nhá. Đường hai con đường đều là đường liên xã nhá. Ở đường trước đất là con đường trước đất là ở chỗ đó là được 50 mét mặt đường. Đường bên hông đất chúng ta được hơn 200 mét mặt đường. Đường này thông ra DT753 này. Đó, còn cái đường này á ra cây số 9 ra quốc lộ 14. Đường này cũng quốc lộ 14 luôn. Đó, thì chúng ta lưu thông từ đây ra quốc lộ 14 khoảng 2 cây thôi. Đó, lưu thông ra DT753 khoảng hơn 3 cây, 4 cây đi. À, 4 cây nhá, chị nhá. Đó, và cái diện tích của nó là 5 hectare. Giá bán thì chỉ có là 807 trên 1 hectare thôi anh chị nhá. Anh chị nào, nhà đầu tư nào quan tâm đến nông nghiệp, đất nông nghiệp anh chị nhá, thì đến xem cái vườn này. Vườn này đằng sau nó có cái suối nha anh chị nhá. Mình có thể trồng trái cây, có thể chăn nuôi, làm vườn ở đây được anh chị nhá. Hoặc có thể là mình sử dụng làm thu hoạch cây cao su nhá. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ nhắc lại một lần nữa này. Diện tích là ấp Suối Binh, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Diện tích là 5 hectare. Giá bán là 870 triệu trên 1 hectare. Anh chị nào quan tâm đến quỹ đất này thì liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918 645 130 anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ đăng ký kênh của công ty đầu tư phát triển CVT Land để nhận được những video mới từ chúng tôi nhé. Xin cảm ơn.